Kính thưa quý vị, Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay cho biết, sau ca phẫu thuật, cô bé có khối u hình mai rùa trên lưng đang hồi phục rất tích cực. Nếu tiến triển tốt thì chỉ cần 2 tuần nữa là bé gái này có thể xuất viện, trở về cuộc sống bình thường mà trước đây em chưa từng được hưởng. Theo đó, cô bé đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt sau ca phẫu thuật. Bé vẫn đang phải quấn băng toàn bộ bề mặt lưng ít nhất trong 1 tuần tới. Hiện tại, bé có thể ăn cháo, uống sữa bình thường và vận động nhẹ nhàng. Bệnh nhân đặc biệt này có thể trạng suy dinh dưỡng, nên vấn đề chăm sóc dinh dưỡng được các bác sĩ hết sức lưu ý. Nếu tuần sau, các bác sĩ sẽ gỡ bỏ lớp băng và kiểm tra vết mổ. Nếu dinh dưỡng không đảm bảo, việc phục hồi sau mổ cũng có thể bị ảnh hưởng. Theo tính toán, sau khoảng 2 tuần, cháu bé có thể được xuất viện và hòa nhập vào cuộc sống bình thường. Trước đó, cháu bé này đã có 10 năm phải mang khối u hắc tố bẩm sinh trên lưng với hình dáng như một chiếc mai rùa, nên thường xuyên bị bạn bè trêu chọc, xa lánh.